Hi Hi Coi TV xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đang xem video mới nhất của Hi Hi. Thì số điện thoại Zalo của Hi Hi là 0347 377 199 nha mọi người. Mọi người cứ kết bạn rồi gửi chia tay qua thì Hi Hi sẽ sắp xếp thời gian xem cho mọi người nha. Và mọi người xem video thì nhớ like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Hi Hi nha. Hi Hi rất là cảm ơn. Và Hi Hi thì có một cái kênh phụ, đó là cái kênh xem chia tay. Hi Hi luôn để cái đường link ở dưới phần nhận xét nha mọi người. Thì mọi người xuống cái phần nhận xét, mọi người nhấp vào cái đường link đó, mọi người sẽ thấy cái kênh xem chia tay. Thì mọi người sẽ xem những video mới nhất Hi Hi sẽ đăng ở bên đó, cũng như là mọi người like và đăng ký kênh mới ủng hộ cho Hi Hi luôn nha, để Hi Hi có động lực ra nhiều video xem chia tay cho mọi người nha. Và đây là cái bàn tay của một chị gái ha. Bàn tay này thì nói về cái kim tinh, thủy tinh và mộc tinh thì nó rất là dày, rất là tốt ha. Cái lòng thủy mạch của chị cũng khá là ổn. Cái bàn tay này thì tuổi trẻ giữ tiền cũng khá là tốt rồi. Nhưng mà cho thấy là chị giữ tiền giống như là gom gom lại một cục xong rồi nó đi một lần. Đó, nên cũng chưa có được tốt lắm. Cứ gom gom có cái nó thiệt hại cái nó đi sạch đó. Còn cái bàn tay của chị thì nói là mà cái duyên đi đứng xa đường thì kẻ thương người mến, quý nhân giúp đỡ, âm phò dương trợ rất là tốt ha. Và nhưng mà chị á thì em thấy là giống như chơi với bạn á khá là tốt, có cái chuyện gì cũng tâm sự với bạn, đồ nương tựa bạn khi còn chơi, lấy bạn bè nó còn thân hơn trong gia đình nữa ha. Nên về cái mặt này bạn bè thì cũng khá là tốt chứ không có gì. Còn về nói về con đường tình cảm của chị á, thì hào hoa, nhưng mà cái bàn tay của chị cho thấy cái tiền vận của chị á, nó lận đận về tình cảm lắm nha. Nên cái bàn tay của chị không khéo là sẽ hai lần đò ha. Còn nếu như mà nhịn nhục được á thì qua tới trung vận về hậu vận thì nó có sự đền bù tốt. Còn không khéo nhịn nhục thì dễ hai lần đò lắm ha chị ha. Còn nói về cái bản tính của chị cũng là một người hiền từ, đạo đức, thương người, hảo tâm tốt. Nhưng mà cái tính của chị thì cũng khá là bướng, hay giận hờn, hay lại cũng mau nước mắt lắm. Và em thấy là nhiều năm qua cái bàn tay của chị cũng khá là khổ tâm ha, suy nghĩ nhiều, khá là khổ tâm. Nhưng mà bây giờ thì những cái khổ tâm đó thì nó cũng đang vơi bớt, và nó đang tạo thành những cái lọc cũng như là những cái hoa thị ở trên lòng bàn tay của chị đang rất là đẹp rồi đây ha. Còn nói về con đường học vấn của chị thì thông minh sáng dạ, học hành rất là tốt. Chị phải biết giống như là học hai ba nghề, hai ba thứ tiếng gì đó cũng rất là giỏi ha. Thì học cũng cố gắng phấn đấu học tới nơi tới chốn đó. Còn cái về nói về con đường xuất cảnh của chị thì nếu mà chị không sinh ở nước ngoài á thì chị cũng phải có cái duyên định cư ở nước ngoài ha. Nếu về cái mặt này chị có cái ước mơ thì chị có hai cơ hội rất là rõ ràng. Và nếu mà muốn đi định cư nước ngoài thì hoàn toàn là 100% là chắc cú là sẽ đi được ha. Đi không phải đi một nước, đi hai ba nước luôn á, và có thể định cư được luôn nha. Còn nói về con đường mạng đạo của chị thì cũng đậm rõ, cũng ít đau bệnh lắm. Nói chung cái bàn tay của chị á, nhìn vào á thì thấy âm phò rất là nhiều, toàn là âm phò không à, dương trợ không có bao nhiêu, nhưng mà âm phò từ trên xuống dưới luôn, nhiều lắm, quá trời âm phò. Ngoài có cái tai nạn xui xấu gì thì đến thì người ta che chở mà người ta đẩy qua để hết nha. Nên cái không có gặp cái sự trắc trở gì hay cái tai nạn gì ở trong cái đường mạng đạo hết. Nhưng mà em đang nghiệm cái chỗ này mà em không biết được cái gì. Bàn tay của chị nhìn cái sắc âm nó nhiều, nhưng mà được âm phò chứ không phải là âm nó quậy. Chị có hư một đứa con đầu hay con cuối gì hả chị ha? Đứa con đầu tiên của chị hay đứa con út gì đó mà thấy như nó không có được nguyên vẹn á, giống như là nó bị
dao kéo gì đó hay là tai nạn gì. Thì về cái mặt này nếu mà chị có thì chị nhớ cung cấp cũng như là gửi cháu cho nó đi học đi hành hả chị ha. Nói về con đường mạng đạo của chị á, thì chị thọ khoảng 74 tuổi ha. Bàn tay của chị hình như chị chụp nó sao quá, nó chóa chóa, nó chóa chóa mà nó chóa mà cái những cái phần âm người ta theo nó nhiều quá nên nhìn nó chóa mắt luôn á. Nói chung là cái bàn tay chị là âm phò rất là tốt. Nói về hậu vận thì chị nhờ sẽ là bốn đứa con ha, nếu sinh nhiều sinh ít chị không biết, nhưng mà nhờ thêm dâu đẻ hay cháu gì gì đó thì sẽ nhờ được bốn đứa. Còn nói về con đường tài lộc á, thì cái ý chí đi lên của chị á, là cái quyết tâm rất là vững vàng, cái ý chí đi lên rất là tốt. Nói chung là cha mẹ hay anh em có giàu thì chị cũng một mình cố gắng vươn lên chứ không có nhờ cậy ai hết. Mà trên đỉnh kim tinh của chị thì em đang thấy nó xuất hiện một cánh hoa thị rất là đẹp đây. Thì năm nay á, nó tượng trưng cho chị là sẽ có một cái lộc bất ngờ ha. Cái lộc bất ngờ này mà hồi bữa em đang làm một cái video mà mọi người kêu là cái lộc bất ngờ về trúng số đó. Thì em cũng mong là chị cũng có cái đại lộc được trúng số. Nhưng mà không trúng số thì nó cũng là cái đại lộc trên đường công danh ha chị ha. Nên dù không có được trúng số thì cũng là chị cũng có một cái đại lộc thôi. Chị mua may bán đắt thì hay là trúng cái mánh gì đó thì sẽ có một cái đại lộc rất là lớn ha. Con đường kinh doanh của chị nó nói chung cái bàn tay của chị ấy, nó bị bóng quá. Con đường kinh doanh của chị thì cũng hoa lộc quá trời luôn, những cái gì khổ tâm của 5 tới 8 năm qua thì bây giờ nó đã thành những cái hoa lộc hết rồi ha, rất là tốt. Còn bàn tay của chị nó đóng khung, chị thấy một cái khung vuông ở đây không? Nó chứng tỏ một cái căn tu của chị là một người của căn tu cũng khá là rõ đó. Bàn tay của chị thì cái đức cái phước gì cũng tốt hết á. Chị nói chung là chắc cũng cái niềm tin của chị nó cũng vững, với lại cái lòng thành á, cái lòng thành của chị nó nghiêng về tâm linh á. Chị rất là tin tưởng cũng như là cầu nguyện với nhang khói đồ chắc cũng nhiều lắm, nên thấy cái âm phò theo chị nhiều lắm. Bên tả bên hữu trước sau gì cũng có cái âm, những cái vị này người ta theo phù hộ cho chị nè, rất là rõ và rất là nhiều ha. Còn cái bàn tay của chị năm nay nếu mà chị có đại lộc thì nó nằm ở tháng 3, tháng 7 hoặc là tháng 11 đó ha, âm lịch đó, thì có cơ may nhiều khi mua vé số đồ á mà trúng nha. Bàn tay của chị á, nếu mà em có quay sai cái gì á thì chị nhớ cầu nguyện với ơn trên, rồi chị chụp lại cái bàn tay thì gửi lại cho em. Cái bàn tay của chị là em nhìn toàn là âm phò không, âm nhiều lắm. Cái bàn tay của chị toàn âm, âm từ trên xuống dưới luôn, toàn sắc âm không à. Nhưng mà nhìn thì không có xấu, nhìn thì thấy phò không à, chứ không có thấy xấu. Em nhìn hồi em chóa mắt luôn.
Nhưng mà cái bàn tay của chị thì năm nay làm ăn đồ cái lộc đến rất là tốt, bên đường kinh doanh hay là đường buôn mạng, cái đường sự nghiệp của chị vươn lên đó, đều có lộc rất là tốt ha. Nếu mà chị có được những cái lộc bất ngờ như em nói á, những cái lộc lớn, thì chị cố gắng làm nhiều việc phước đức lên để cho nó tốt hơn ha chị ha. Rồi còn có cái gì thắc mắc nữa thì chị cứ comment bên dưới video hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Còn mà có những cái gì nó sai ở trong cái vẽ này á thì chị nhớ cầu nguyện và chụp lại cái bàn tay cho em ha, thì em sẽ xem lại cái một lần nữa. Thì cái bàn tay của chị thì nếu mà những cái năm tháng đã qua thì cảm nhận được cái sự che chở của những cái âm phò này á, nó đúng á, với cái ấn lên cái đứa con của chị á, thì nó đúng á, thì chị cũng nhắn cho em biết, mà không á thì chị cũng nhắn cho em biết để em xem lại coi cái vẽ coi thử nó có bị người âm phá không ha. Cho cái bàn tay của chị thì năm nay thể hiện cái lộc đẹp lắm, lộc nhân tạo cũng có, thiên tạo cũng có, lộc bất ngờ cũng có. Năm nay nếu mà chị được thì chị lên luôn á ha. Rồi em xin chào và chúc chị sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.